4 bài học thành công kinh điển từ tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg. Michael Bloomberg được bình chọn là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Không chỉ đạt thành tựu ở lĩnh vực kinh doanh mà ông còn được biết đến là một kỹ sư, chính trị gia và mạnh thường quân nổi tiếng ở Mỹ. Ông là nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Bloomberg LP, công ty truyền thông chuyên cung cấp tin tức, dữ liệu và dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại New York. Có thể nói, thành công ông là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dưới đây là 4 lời khuyên thành công kinh điển trong kinh doanh đúc kết từ những năm tháng lăn lộn trên thương trường từ ông trùm truyền thông Michael Bloomberg. 1. Không nên tiếp thu ý kiến của khách hàng trong quá trình tạo ra sản phẩm. Nghe có vẻ hơi bất ngờ nhưng đây là điều mà tỷ phú Bloomberg muốn nhắn nhủ đến các doanh nghiệp. Ông cho rằng, trong quá trình tạo ra sản phẩm, bạn có thể lắng nghe ý kiến, đóng góp của khách hàng song đừng nghe lời họ. Giải thích cho nguyên tắc trên, ông cho rằng khách hàng chỉ để tâm đến những sản phẩm họ thấy hiện tại và họ chẳng thể nào biết được điều gì có thể xảy đến trong tương lai. Thế nên, nếu như bạn phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của họ, sản phẩm cuối cùng của bạn sẽ sở hữu một danh sách dài thườn thượt các tính năng hết sức cạnh tranh, song lại chẳng có điểm gì nổi bật. Bloomberg nhấn mạnh, nếu chạy theo khách hàng, thì lúc mà bạn tới nơi, họ đã đi mất rồi. 2. Biết chấp nhận thất bại. Nói về những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng sự nghiệp, phát triển công ty, ông trùm truyền thông chia sẻ như sau. Khi ai đó làm hỏng việc, tôi sẽ cùng đi bộ với họ. Hành động này giúp họ hiểu rằng, dẫu có thất bại, họ cũng sẽ không bị người khác xa lánh. Tất cả mọi người ai cũng từng như vậy mà thôi. Tôi muốn mọi người đoàn kết với nhau bất cứ khi nào một trong số chúng tôi gặp thất bại. Tôi muốn mọi người nói rằng, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong chuyện này, hơn là đứng chỉ tay và phán xét. Có thể không phải lúc nào bạn cũng làm đúng, nhưng thà là cố gắng và thất bại còn hơn là không chịu cố gắng. Chính phương châm này đã giúp vị tỷ phú thành công xây dựng một Bloomberg LP với văn hóa doanh nghiệp biết chấp nhận rủi ro và hoan nghênh thất bại. Để làm được điều đó, ông chia sẻ rằng, đầu tiên, bản thân phải thể hiện được sự ủng hộ đối với những cá nhân dám mạo hiểm tiến hành các công việc quan trọng, song không thành công. Hành động này sẽ giúp bật đèn xanh cho tổ chức, đồng thời khiến họ hiểu rằng thất bại là chuyện hết sức bình thường và dẫu có đi nữa cũng không sao. 3. Thuê người giỏi hơn bạn. Có thể nói, tuyển dụng người giỏi hơn mình là lời khuyên được rất nhiều nhà lãnh đạo thành công tán thành. Và Michael Bloomberg cũng không là ngoại lệ. Ông nói, tôi muốn nhân viên của mình phải thông minh và có sự tò mò. Có thể, họ sẽ không thông minh hơn bạn trong tất cả mọi thứ, song ít nhất, họ phải giỏi hơn bạn trong một lĩnh vực. Đó là cách để bạn nâng cao năng lực của cả nhóm. Khi tuyển dụng, hãy xem họ tư duy như thế nào. Trong các buổi phỏng vấn, lúc nào tôi cũng đề cập đến những chủ đề không liên quan mà tôi được biết một chút. Việc người ứng viên có biết cách nhập cuộc, biết cách tư duy và bảo vệ quan điểm của mình hay không, thực sự không quan trọng. Mấu chốt của vấn đề là họ đi tới đó như thế nào. 4. Đừng bao giờ cho những kẻ chỉ trích bạn điều mà họ muốn. Trong kinh doanh, việc đối mặt với những lời phàn nàn hay chỉ trích tiêu cực đến từ truyền thông hay đối thủ là không thể tránh khỏi. Để ứng phó với tình huống này, CEO của Bloomberg LP đã chia sẻ như sau, làm thế nào để bạn đối phó với những lời nhận xét hoặc câu hỏi tiêu cực từ báo giới. Đó là, đừng bao giờ cho họ thứ họ muốn. Nếu như họ cố gắng nhử bạn bằng một câu hỏi rất khó chịu, chỉ cần nói tôi chưa nghe người ta nói về điều này, rồi tiếp tục. Việc tin những kẻ chỉ trích, gièm pha nghĩa là bạn đang làm theo ý muốn của họ. Khi ai đó nói lời tiêu cực về bạn, hãy nhìn lại bản thân mình và tìm xem điều gì ở bên trong mang đến cho bạn sự tự tin, hy vọng và sức mạnh. Đừng tin lời những kẻ hay gièm pha. Nếu không, bạn sẽ chỉ đang cho họ thứ họ muốn mà thôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.